sinh mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Quan đàm chê tí văn sắp đăng sắp đát tha nê su phát tít tí tăng sai tí gát tha tú ma ha bồ thình vút tha ru phăng sa ca lăng sa đa. Con xin thầm kinh đảnh lễ tất cả bảo tháp ngọc xa lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Cha ra thầm mầm hi cha rằng anati to cha thi thầm mầm hi cha thiền anati to ma ra na thầm mầm hi ma ra năng anati to sát bề hi mê bi về hi ma na bề hi ma na pha vô vi na pha vô cam mas sa cầm hi cam ma đa ya đô cầm ma yo ni cầm ma bàn thu cầm ma pati sa ra no yang cầm năng ke ri sa ni can ya năng wa pa pa wa ta sa da ya do pa vi sa mi ti. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sát đề sát ta awe ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp gia tất cha hồn tu ani kha hồn tu đi kha du ca hồn tu aroga hồn tu sampati hi samit chan tu su thi áp ta năng pariha ram tu đúc kha áp ta cha nít đúc kha pha gia tất ta cha nít pha gia so cấp áp ta cha so ca hồn tu sắp đề vị ta ni lo. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kính sợ rồi, xin đừng cho kính sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ sư trí đức cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Kính mời quý vị cùng con sắc bạch để cùng thọ trì tam quy và ngũ giới. Ca sa ma yang phan te vi sum ra kha na tha ya ti sa ne na sa pan cha si la ni ya cha ma du ti yam ti na yang phan te vi sum ra kha na tha ya ti sa ne na sa pan cha si la ni ya cha ma ta ti yam ti ma yang phan te vi sum ra kha na tha ya ti sa ne na sa pan cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để luôn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để luôn giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ con kính cung thỉnh sư trí đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng chúng con. Dạ con kính xin dâng nhất đến ngài. Thank you.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Xin lễ Chư Tôn Trường Đức Tăng. Trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào Sư Hồng Mai. 20, 21 hả? Hai chị em mà sinh đâu có cùng một ngày đâu, đâu cùng một năm đâu. Ơi, mấy già sư Mê Ta, sư Kim Nhung, sư Tâm Hạnh, sư Hồng Nhật, sư Thiên Lạc, sư Quảng Thanh, sư Quang Mộng. Alo, quý vị nghe rõ không ạ? Xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy vùng vũ giới, đến đạo tràng Pháp Hội. Mến chào huynh gia Nhật Hà vừa đến với Pháp Hội. Bụt Đăng Sa Đăng Gạch Chá Hà Mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Thầm Mân Sa Đăng Gạch Chá Hà Mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lôi chi dâm vi bồ đăng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Lôi chi dâm vi đấm măng sa năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Lưu trí dâm bi sang tăng sa năng gạch cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ trí dâm bi bút đăng sa năng gạch cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ trí dâm bi đắm măng sa năng gạch cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ thi dâm bi sân căng sa năng gạch cha hà mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt Thần Sa Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thầm Măng Sa Năng Gạch Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang sa nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đu ti dâm ti phút thằng sa nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti dâm ti thầm măng sa nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dâm ti sang thằng sa nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm ti bút thằng sa nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm ti thầm măng sa nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm ti sang thằng sa nang gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Ti sa nắp rát năng mi thi tăng phát huy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Ma phàm tê, dạ chúng con xin vâng. Bà na thi ba ta vừa rồi mà đi sẽ thao có năng tham ăn dạ mi, con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Đinh na đa na vừa rồi mà đi sẽ thao có năng tham ăn dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mi cha cha ra quê ra mình y sao bất thân thâm mắt dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mục sa hoa đa quê ra mình y sao bất thân thâm mắt dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối.
sura me rayama chapama dathana vairamani sikavaram samadhi yami. Con xin mời dự điều học rào quỷ tránh xa chỉ dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami. Con xin vâng giữ học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicchacara Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musavada Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Nirayamachappamadathana Vairamani Sikkhapadam Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dương, uống rượu và các chất say. Imani ban jatika badhani sadukam tatuang appamadenani jakarang samarakitabang. Chư Phật tử, sau khi đó thì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải ra mới dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À, Ma Phạn Tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh yon ti sì lê na phu ca sâm bát đa sì lê na ni phu tinh yon ti ta chú mai sì lăng ngụy số ha dê. Các chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ dị giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dị giới. Bởi cho thấy cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thú làm đây thay. Tiếp đây con xin đọc hồi sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Uttamang ye na wan de hang da ra da pam sum wa ruttamang Buddhe yo kalito do so buddho Thamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang tham manh cha duy thăng hoa răng Thầm mê yô khá lý tô đô sô thầm mô thà mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ye na wan de hang sang khanh cha duy tho ta măng Sang thê yô khá lý tô đô sô Sang khô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo, là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ con xin xính dân nhất đến cho Ngài, xin Ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho được tròn phước báo ngày hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhaha anupavena sada sothi vantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba thamma
nu pha quê nê sơ đa sô thi phá quân tu tê phô vật tu sập bà mong cứ lặng ra khanh tu sập bà thê vô ta sắp bà sân cá ai nu pha quê nê sơ đa sô thi phá quân tu tê tất cả hành phúc hằng cầu đến người cầu mong chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Soa tha la tho su ki tho bu ra no ho bo tha sa sa ne ro go su ki tho ho i sa sa be nha ti pi sa tha la tham su ki ta bu ra no ha bo tha sa sa ne ro ga su ki ta ho i sa sa be nha ti pi te tha la tha su ki ta bu ra no ha bo tha sa sa ne ro ga su ki ta ho tha sa sa be nhà tiết phiên cầu mong cho các thiền tiết được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tinh khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sa thú sa thú lầm thầy a ca sát tha chất phun ma tha đê hoa na ga Mahitika, Bunyang no Anumodam, Tuchirang Rakhan, Tusasanang, Akasattha, Chathumattha, Devanaga, Mahitika, Bunyang no Anumodam, Tuchirang Rakhan, Tunogaru, Akasattha, Chathumattha, Devanaga, Mahitika, Bunyang no Anumodam Tuchirang Rakham Tunyatayo Akasattha Chapumattha Devanaga Mahitika Bunyang no Anumodam Tuchirang Rakham Tupamino Akasattha Chapumattha Devanaga Mahitika Bunyang no Anumodam Tuchirang Rakham Tuno Sada. Yang kinh chi ku sa la cầm măng cách tấp bằng kia đi yang ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh ni no áp ti dê cha sát ta á sanh ni no ca tâm phun nha pha lăng mây hăng sắp đề pha ghi pha hoành tu tề dê tăng ca tăng suy đi tăng Bình năng phun nha pha lăng má dạ Dê chất tất thả na cha nàn ti đề hoa Gặm tòa ni quê đa dùm sắp đề lô cam Hi dê sắp ta chi hoàn ta ha Ra hệ tu ca Ma nun nhăn phô cha năng sắp Đề la phàn tu ma ma chê ta sa ti Phước Phật thành khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, chúng con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương hỏa lòng. Y đăng ngô nha, ti năng hô tu, su khi ta hôn tu nha, ta vô. Nguyện cho thân nhân đã quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quát ta nô phù nhân à sa quát khai già qua hàng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng nê phù nhân nít ta nát xá tách chá vô hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính tri ân đức đã từ bi quan hỷ thay mặt Chư Tôn đức truyền trao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân ngài. Chúng con tri ân xin
cảm ơn tất cả quý anh chị đạo hữu đã qua vào đạo tràng để cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới. Do phước mà chúng con đã tạo ra, đã tâm sập tạo ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài quan hỷ truyền hỷ độ giáo pháp Đức Phật Vô Tá Má được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phụ, từ Phụ Vô Tá Má. Nam Mô Bụt Tha Giá. Cũng do phước, quả phước này trợ duyên để đạt được đạo quả giải thoát, và cũng do quả phước này xin chia phước đến tất cả những bệnh nhân bị nhiễm COVID, nhất là những FO trong thời gian nguy kịch sẽ sớm thoát khỏi cái sự nguy kịch mà sớm phục hồi sức khỏe, và xin chia phước này đến tất cả mọi người trên thế giới và nói chung và Việt Nam nói riêng. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Kha Giá. Với phước báo này xin được phát sanh trí tuệ, tu tập tiến đến đạo quả giải thoát. Và thời kinh Tam Bảo và thọ giới đã hoàn mãn. Và trong quá trình tập kinh có gì sơ sót, con kính sám hối, cần kính sám hối đến Tam Bảo, Chư Tăng và các anh chị đạo hữu. Dạ. Con xin kính dâng nước đến sư trí đức. Dạ, con kính dâng mic đến sư trí đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Alo, quý vị nghe âm thanh có chung rõ không ạ? Chào tôi Sư Nhật Quỳnh. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Trần Đức Tăng trong những nam mà chúng tôi được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiên nam, chư nữ. Hôm nay quý vị có được an vui không? Mong quý vị được an vui trong suốt thời gian chúng ta sinh hoạt. Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói tăng, tối thượng giáo chủ, siêng năng vô lượng. Chư đế ngài đã tinh tường, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng dần dần cúng dường. Tham mô bất đi bồ giác tá sơ sát thu nô rô ca nó mệnh thác sơ quý nà ca rô cô sắp. Bình nhu bút thấp bát đi phù chí sanh nhá tù quần đà mất hành tầng ra ra phù cha này giác cần pháp bảo quý như anh vàng như lai sơ sáng vật mạng vô minh phá tan lầm đặc chúng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin là lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cũng dược. Sân khô quý sư thô chú khá tá sá sà quốc hồ sích kha chú ca mù khá thầm mở sích khá cô niên đà vá sân xà đi á nà đá rù quá rù quần đà má hành tầng đá ra phù. Trên này nhắc rằng tăng bảo trên bao Phật đà tâm học mong rõ đê mạ thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt lễ pháp hàm nhân ai bị
Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Phát thành nát thế giới tê chê nát sức khà mê tu quả thác năng tác xà bí à nút qua quê nát xa hạ xà dê nát sức trả tú. Cầu xin Tam Bảo Quy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật vi danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sân Kha Gia. Phần tráng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta nhìn vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 64. Alo, quý vị có thấy rõ không? Thật sự ra trên màn hình của chúng tôi đang thui à. Nhiều khi quý vị chát đèn chúng tôi cũng không thấy được. Thì ở đây một hai ngày nữa thì thợ sửa vi tính đến, thì khi đó chúng ta mới ổn định được. Còn bây giờ học là học mò thôi, quý vị thông cảm ha. Rồi, câu Phật ngôn 64 chúng tôi đưa lên là cái chữ trắng toát à. Không biết quý vị thấy sao chưa? Cái gì nha? Vị nào mới chát đây chúng tôi cũng không thấy được cái nick của vị đó nữa. Nhưng mà thôi được rồi. Bây giờ cũng giống như trường hợp mà cái nạn dịch chung của thế giới, chúng ta không biết được chúng ta chết trong giờ phút nào. Thì bây giờ quý vị nghe được là tốt rồi. Quý vị nghe được là tốt rồi. Có một ngày nào đó quý vị không nghe chúng tôi nói, nhưng mà bây giờ nếu mà nghe được là thấy hạnh phúc rồi. Rồi, bây giờ quý vị nhìn vào bài học ha. Gia quá chi vâm bí chê ba lô. Câu đầu tiên, gia quá chi vâm bí chê ba lô. Gia quá chi vâm bí chê ba lô. Câu số 2, bần đi tăng ba di lũ bà sa ti. Bần đi tăng ba di lũ bà sa ti. Bần đi tăng ba di lũ bà sa ti. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2 ha. Gia quá chi vầm bí chê bà lô. Bần đi tăng ba di lũ bà sa ti. Ya wa chi vam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti. Ya wa chi vam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti. Bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4 ha. Na so tham mang vi cha na ti. Na so tham mang vi cha na ti. Na so tham mang vi cha na ti. Rồi câu cuối cùng, đắp bì su ba ra sang gia tha. Đắp bì su ba ra sang gia tha. Đắp bì su ba ra sang gia tha. Rồi chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Na so tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sang gia tha. Na so tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sang gia tha. Na so tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sang gia tha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên câu này ha. Alo, quý vị nghe âm thanh vừa phải nhỏ hay là lớn, quý vị cho biết ha. Nhiều khi quý vị nghe không rõ. Rồi, khi mà nhận định
và học thì nó có trở ngại ha. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha, vừa không có lớn không nhỏ ha. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại theo dụng kinh ha. Ya vachi vam biche ba lo ban di tang ba yu ba chatina so tham mang vichana chi đắp bi su pa ra sang ya tha. Đọc chưa xong rồi xích với ta, đưa tay rồi làm quyếu luôn ha, từ từ chứ xích với ta sao mà nóng quá vậy. Rồi giờ đọc lần thứ hai. Ya quá chi vầm bí chê ba lô bành đi tăng bí chí phục bà sá tí ná sô thầm măng quý chà na chí đắp bì sù bá rá sẵn giá thà. Quý vị thay đọc hơi thấy khó không? Khó thì từ từ mệt nghỉ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cuối câu số 2 đó là đoạn âm, vậy thì mệt nghỉ mệt chỗ nào? Và quá chi vầm bí kê ba lô bành bí tăng bá dư ba sư tí ná sô. Quý vị thấy chữ sô này là xin lỗi, té đi, ngã đi, mệt đi. Sô cái là nghĩ chỗ này ha. Ya quá chi vầm bí kê ba lô bành bí tăng bá dư ba sư tí ná sô. Tham mong quý cha na chí đắc bi su ba ra sang ya tha. Như vậy thì quý vị hãy dừng lại nơi trường âm, bởi vì cuối câu số 2 nó là đoạn âm, cho nên chúng ta phải cố gắng. Ai giới sĩ Kim Nhung là một ha. Vậy sĩ Kim Nhung là một này, sĩ Hồng Mai là hai này. Mấy vị này hơi dài lắm, mà hơi dài như vậy xin lỗi ca cải lương là xin lỗi số 1 nha. Qua dòng kệ nhầm nhò gì này có 4 câu à, quý vị xin lỗi vô tư. Nhưng mà dòng kinh á, chú ý một chút, nếu mà hơi ngắn như sức với ta thì cũng ráng mà cố gắng. Cuối câu số 2 nếu nó là trường âm thì nghĩ, còn đây không phải là trường âm thì xin với ta nghĩ vô tư. Tới chỗ nào thấy trường âm mệt nghĩ. Vậy thì câu 64 chúng ta đọc mệt nghĩ, còn có những câu mà chúng ta bắt buộc phải nghĩ cuối câu số 2, tức là nếu nó là trường âm. Nhưng mà câu này là đọc mình nghĩ, muốn nghĩ chỗ nào cũng được hết đó. Câu này nói chung thì dễ chứ không phải khó. Rồi bây giờ đọc lại theo vấn đề trường âm. Giao quá chi quầm bí chê ba lô bành bí tăng bá dư rô ba sá tí ná sô thầm măng quý cha na chí đắp bì sù bá rá sằng giá tha. Người ngu dầu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị cành. Đó là giọng kinh ha. Còn bây giờ giọng kệ thì chúng đọc làm sao? Quý vị cố gắng đọc làm sao một lần hai câu. Kệ chắc là phải ngon, chứ không phải là kệ chúng ta đọc từng câu một, hoặc là đọc mà không nương nhau thì nghe nó hơi kỳ kỳ ha. Mà nương nhau để mà sống thì nương nhau như thế nào? Ya wa chi vam bi che ba lo ban di tăng ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đam bi su ba ra sang gia tham. Nào quý vị nhớ ha, chúng ta nương nhau câu lên câu xuống, đọc một lần hai câu. Hôm nay giọng khang khang rồi, chắc là sắp chết, cho nên cái giọng đọc nè
tự mình đọc mà nghe không có hay. À, quý vị chú ý ha, giáo quá chi vấm bị chê ba lỗ hồ bình đi tăng ba dì rù ba xa tì ná sô thâm mắng quyền cha na tì đầm bi su ba ra sẵn gia thà. À, đọc lại lần nữa ha, chẳng đủ ba lần chứ. Giá qua chi quấm bị chê ba lỗ bình đi tăng ba dì rù ba xa tì na sô quy cha na tỷ bi su ba ra gia thà. Rồi bây giờ mời chị Mít Ta này, chị Kim này, chị Kim Nhung này, chị Hồng Mai xa thủ, xa thủ xin mời quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Và trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 64 ạ. Dạ qua trì quầm bi chê ba lô bành đi tăng ba di ru ba sa ti na sô thầm măng quy cha na ti đập bi sô ba ra sang gia tha. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Gia trường âm thông thường, quá đoạn âm, chi trường âm thông thường, quâm trường âm nhấn, bí đoạn âm, chê ba lô là ba trường âm thông thường, bành trường âm nhấn, đí đoạn âm, tăng trường âm thông, trường âm đọc theo dấu nguyên âm, bá dí rú ba trường ba đoạn âm, ba trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, và qua trì quầm bi chê ba lô bành đi tăng ba di ru ba sa tí. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ná đoạn âm, sô trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, cha na hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, đắp trường âm nhấn, bi su hai trường âm thông thường, bá rá hai đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, na sô thầm măng quy cha na tí đắp bi su bá ra sang gia tha. Và qua trì quầm bi chê ba lô bành đi tăng ba di ru ba sa ti na sô thầm măng quy cha na tí đắp bi su bá ra sang gia tha. Và qua trì quầm bi chê ba lô bành đi tăng ba di ru ba sa ti na sô thầm măng quy cha na ti đắp bi su ba ra sang gia tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị khanh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ qua chi quâm bị chê ba lô bành đi tăng ba
Di ru ba sa ti na so tham măng vi cha na ti đập bi su ba ra sang gia tha. Dạ, con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sắp thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin dùng mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh pháp cú số 666444 là câu 64 đó, cho âm thanh nổi, cho anh hấp dẫn mê ly vùng vượng. Có một người, 1, 2, 3, nghe rõ hả quý vị, nghe rõ ha? Dạ, nghe liên tục không có bị cất tắt, cắt tới cắt lui ha. Cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn liên tục. Dạ, cảm ơn. Dạ, con xin trả bài kinh pháp cú số 66644 nha sư. Dạ, quá chì vầm bí chè bà lồ vành đi tầng phá di rú bà sá tí ná sô thầm măng quý chà nà tí đắp bì sô phá ra sẵn giá thà. Dạ, quá chì vầm bí chè bà lồ vành đi tầng phá di rú bà sá tí ná sô thầm măng quý chà nà tí đắp bì sô phá ra sẵn giá thà. Và quá chì vầm bi chè bà lô bành đi tầng phá đi dư và phá ti na sô thầm măng quý chà na ti đắp bì sô phá ra sẵn giá thà. Phân tích câu 1 và câu 2. Và trường âm thông thường quá đoạn âm, chi trường âm thông thường vâm, trường âm nhắn, bí đoạn âm, chè bà lô ba trường âm thông thường. Câu số 2, bành trường âm nhắn, bí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo một lưỡi, không phải tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khi thấy một lùi là mê rồi. Ba dí rú ba đoạn âm, ba trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Giao và quá chi vầm bi chê bà lô bành đi tầng pha di rú bà sát tí na sô thầm măng quý chà na tí đắp bì sù phá ra sẵn giá thà. Phân tích câu số 3, ná đoạn âm, sô trường âm thông thường, thầm trường âm nhắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, cha na hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, câu cúng cùi hay câu cuối cùng, đáp trường âm nhắn, bi su hai trường âm thông thường, bá rá hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sao sư nói ca cải lương mà con thấy có sư Liễu Tông nói giống như ca kệ, ngày mà sư có người nói giống như sư Liễu Tông nói ca cải lương. Cả lương khác khó ca hơn sư, kệ dễ hơn. Cả lương phải nguyên một hơi rồi lên xuống, còn kệ này còn ngưng được. Cả lương thâu dài tới vậy luôn, còn lên vòng xuống. Nhưng nghe mất mệt vậy đó, nghe khó ca cũng chết luôn. Thôi đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài rồi ca kệ. Không dám ca cả lương đâu. Ủa mà sư sao? Mà là sư ông sư mà sao sư ca nghe ca cả lương được vậy sư? Sư không có phạm cái giới sư thứ bảy hay sư? Mỗi nhỏ mới nhọn đọc đi nhiều chuyện bà tám. Ná sô thầm măng quý cha na tí đắp bì sù phá ra sằng giá thà. Và quá trì vầm bi chề bà lồ bành đi tầng phá di rú bà sá tí ná sô thầm măng quý cha na tí đắp bì sù phá ra sằng giá thà. Và quá trì vầm bi chề bà lồ bành đi tầng phá di Rupa satina so tham mang quý cha na ti đắp bì su phá ra sằng giá thà. Và qua chi vâm bi chê ba lô bành đi tăng ba di ru ba sa ti na so tham mang quý cha na ti đắp bì su phá ra sằng giá thà.
Dạ qua chi vâm bi chê ba lô bành đi tăng ba di ru ba sa ti na so tham măng quy cha na ti đập bi su ba ra sang giá tha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch từ tiếng Bali sang tiếng Việt của câu kinh Pháp Cú số 666444, tức là số 64 đó. Rồi chắc sư đang đi bận rộn sửa máy rồi đó, thành ra sư không có cho bông hoa cỏ gì hết trơn á, mà cũng không có cho nhân nhị gì hết trơn á. Quý vị cứ tự nhiên nha, tự đọc tự diễn tự khen luôn. Trời ơi, bên phe ta một vỗ tay, hai vỗ tay, ba vỗ tay, toàn phe ta cho vỗ tay vỗ kinh. Cảm ơn quý vị nha. Chắc không có nhân nhị trơn ha. Xin cảm ơn quý vị nha, chúc quý vị một ngày an vui. Xin mời hình như cô Hồng Thị Kim Nhung tới không? Dạ xin mời cô lên nha. Bà alo, chị Kim Nhung chờ chút ha. Chị Kim à, thời gian sau này á, từ câu số 62 bây giờ câu số 64 càng học thấy càng bị cà lâm rồi nha. Tại sao ai là cà lâm? 6666444444 64 thì nói 64 đi. Tại sao nói 6666444 làm cái gì? À, rồi vấn đề thứ hai nói về vấn đề cải lương và cải nó khác nhau. Cải lương tức là chúng ta đọc nguyên một câu, đọc nhiều chữ, à, một câu dài, à, với một cái giọng dài như vậy thì hình thức của cải lương là như vậy. Nhưng mà còn bây giờ kể tức là chúng ta đọc một lần hai câu thôi, à, quý vị chú ý ha, kể đọc một lần hai câu thôi, trừ cái trường hợp mà thỉnh pháp sư, đây là cái lối một của ngài Sahampati, chúng ta tôn trọng ngài. Ngài là một cái vị thánh chứ không phải là phàm đâu nha. Ngài là một vị thánh mà đại diện cho tam giới để thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Cho nên chúng ta tôn trọng ngài, đọc từng câu một trong cái sự trang nghiêm. À, thì đối với ngài Sahampati là khác. Còn bây giờ ở đây kệ là hình thức mà chúng ta đọc một lần hai câu. Còn nếu mà chúng ta đọc nguyên bốn câu, à, đó là hình thức cải lương. Hình thức kệ là hình thức chúng ta là đọc một lần hai câu. À, giống như chị Kim vừa nè, chị Kim nói nhiều quá cũng thành ra cà lâm rồi. Lúc này càng học càng cà lâm nhiều ha. À, cho nên chúng ta phải ổn định lại. Ủa sao cười nữa. Rồi mời chị Kim Nhung nha. Đọc là chuẩn là chị Meta, chị Kim Nhung là chị Kim là đọc là chuẩn hả? Nhưng mà đừng có cà lâm, đừng có nói nhiều. Rồi mời chị Kim Nhung ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ, dạ. Con bấm lên nhưng mà cái tên con nó vẫn nằm ở trong cái hàng chờ nên con không biết. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn số 64 ạ. Ya chi vam bi che ba lo ban di tang ba si ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti dap bi so para sang ya tha.
Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đáp bi su ba ra sang ya tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quam là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê, ba, lô là ba trường âm thông thường, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, dí, rú là ba đoạn âm, pa là trường âm thông thường, xá, tí là hai đoạn âm. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang ba si ru ba sa ti. Câu 3 và câu 4 ạ. Ná là đoạn âm, so trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, cha, na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, đáp là trường âm nhấn, bi, su là hai trường âm thông thường, bá, rá là hai âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường. Na so tham mang vi cha na ti đáp bi su ba ra sang tha. Con xin đọc lại. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đáp bi su ba ra sang ya tha. Con xin kể. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di pa di ru va sa ti na so tham mang vi cha na ti đáp bi su ba ra sang ya tha. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang ba di ru sa ti na so tham mang quy cha na ti đáp bi su pa ra sang ya tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn chị Tâm Hạnh đã bớt bài. Thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Kính chào tất cả đạo tràng. Dạ, kính chào, cảm ơn các bạn đã cho biết âm thanh, tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 64. Ya wa chi wam pi che ba lo pang di tang pa di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đáp bi su pa ra sang ya tha. Ya wa chi wam pi che ba lo pang di tang pa di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đáp bi su pa ra sang ya tha. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quam là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chê, ba, lô là ba trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá, dí, rú, bản âm, ba trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm. Ya wa chi wam pi che ba lo pang di tang pa di ru pa sa ti. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ná là đoạn âm, so là trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, cha na hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, đáp trường âm nhấn,
bi, su, hai trường âm thông thường, tá, rá, hai đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá, đoạn âm, tha, trường âm thông thường, na so tham mang vi cha na ti đắt đi su pa ra sang giá tha. Dạ, xong xin đọc lại câu pháp cú số 64. Ya wa chi wam pi che ba lo pang bi tang pa di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắt đi su pa ra sang giá tha. Ya wa chi wam pi che ba lo pang bi tang pa di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắt đi su pa ra sang giá tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ. Dạ wa chi wam pi che ba lo pa ni tăng pa di ru pa sa ti na so tam mang vi cha na ti đam đi su pa sang ya tha. Ya wa chi wam ti che ba lo pa ni tang pa chi ru pa sa ti na so tam mang vi cha na ti đam đi su pa sang ya tha. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ, cảm ơn tâm hậm đã post bài, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin xuống mic, xin mời Đặng Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Tại sao con thấy con còn sau một người? Bây giờ con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 64. Ya wa chi wam pi che ba lo bang di tang ba di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su pa ra sang ya tha. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ya, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Chi, trường âm thông thường. Quăm, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Chê, ba, lô. Ba, trường âm thông thường. Banh, trường âm nhấn. Đí, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, dí, rú. Ba đoạn âm, tha, trường âm thông thường, xá, tí, hai đoạn âm. Ya wa chi wam pi che ba lo bang di tang ba di ru pa sa ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ná, đoạn âm, xô, trường âm thông thường, thăm, trường âm nhấn, măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, đoạn âm, cha, na, hai trường âm thông thường. Tí, đoạn âm, đáp, trường âm nhấn. Bi, su, hai trường âm thông thường. Tá, rá, hai đoạn âm. Xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá, đoạn âm, tha, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tha, trường âm, con xin lỗi, trường âm thông thường. Na so tham mang quý ta na ti đắp bi su parasang giác tha. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 64. Ya wa chi wam pi che ba lo bang di tang ba di ru pa sa ti na so
tham mang quý cha na ti đắp bi su parasang giá tha giá hoa chi quâm thì chê ba lô bành đi ta ba di ru pa sa ti na so tham mang quý cha na ti đắp bi su pa rasang giá tha người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 64 ạ. Cha quá chị già quá chị quầm pi chê ba lô pan đi tăng pari chú pa satina so tham mang quý cha na ti đắp bi su para sang yat tha ya wa chi wam pi che ba lo pan di tang pa ri chu pa sa ti na so tham mang quy cha na ti đắp bi su pa ra sang ya tha. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Ya wa chi wam pi che ba lo pan di tang pa ri chu pa sa ti. Ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quăm là trường âm. Nhấn tí là đoạn âm, chê ba lô là ba trường âm thông thường ạ. Pan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá, dí, rú, ba đoạn âm. Pa trường âm thông thường, xá tí hai đoạn mạng. Con xin đọc lại câu 1, câu 2 và câu 3, câu 4 con phân tích ạ. Ya wa chi wam pi che ba lo pan di tang pa ri chu pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su pa ra sam yat sang yat ha. Na là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tham là trường âm đọc nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, cha na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, đắp là trường âm nhấn, bi su là hai trường âm thông thường, pá rá là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Ya wa chi wam pi che ba lo pan di tang pa ri chu pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su pa ra sang ya tha. Ya wa chi wam pi che ba lo pan di tang pa ri chu pa sa ti na so tham mang vi cha na ti sap đắp bi su pa ra sang ya tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Con xin kể. Ya wa chi quang pi che lo pan di tang pa di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su pa ra sang ya tha. Dạ, con đã đọc và kể xong, con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic, con mời vị kế tiếp, con không nhìn thấy. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Phật, con kính đảnh lễ Pháp, con kính đảnh lễ Tăng, và con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con xin chào con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng, và con cảm ơn đạo tràng đã cho từ bi âm thanh rõ, và con xin đọc bài và phân tích bài học hôm nay là câu số 64. Dạ. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba
Satinaso tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sam yat tha soi sam yat tha ya ya wa chi vam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba Satinaso tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sam yat tha. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ya là trường âm thông thường, wa là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, wam là trường âm nhấn, bi là đoạn âm, che ba lô là ba trường âm thông thường. Câu số 2, ban là trường âm nhấn, đi là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá, dí, rú là ba đoạn âm, ba là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm. Ya wa chi vam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti. Dạ con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, mân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ví là đoạn âm, cha na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Và câu số 4, đắp là trường âm nhấn, bi, su là hai trường âm thông thường, bá, rá là hai đoạn âm, xăm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Na su thầm măng vi cha na ti đắp bi su ba ra sam ya tha. Ya wa chi vam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sam ya tha. Wa ya chi vam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sam ya tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muộn với vị canh. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu số 64. Ya wa chi vam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sam ya tha. Dạ con đã phân tích và con đã đọc xong. Ô có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lời dùm con. Và con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Giờ nên từ mời bàn tay của chị Na. Nam mô Bích Thà giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Hình Chí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 64. Ya wa chi văn bi chê ba lô văn bi tăng pha nhi ru ba sa ti na su thăm măng quý cha na ti tắc bi su ba ra sang giá tha. Ya wa chi văn bi chê ba lô văn bi tăng pha nhi ru ba sa ti na su thăm măng quý cha na ti tắc bi su ba ra sang giá tha. Con phân tích câu 1 và 2. Ya trường âm thông thường, quá đoạn âm, chi trường âm thông thường, quăng trường âm nhấn, tí đoạn âm, chê trường âm thông thường, ba lô hai trường âm thông thường, ban trường âm nhấn, tí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá dí rú ba đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá tí ná ba đoạn âm, xô trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc, con đọc lại câu 1 hay. Ya ya wa chi vam bi che ba lo ban di tang pha nhi ru ba sa ti. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Na su tham mang vi cha na ti tháp ti su pha ra sang giá tha.
Ná, đoạn âm, xu, trường âm thông thường, thâm, trường âm nhấn, măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý, trường âm, đoạn âm, cha, na, hai trường âm thông thường, tí, đoạn âm, tấp, trường âm nhấn, bi, trường âm thông thường, su, trường âm thông thường, phá, rá, hai đoạn âm, săn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá, đoạn âm, tha, trường âm thông thường, na su, thăm, măng, quý cha, na tí, tấp, bi su pa ra sang ya tha ya wa chi vam pi che ba lo pan di tang pha yu pa sa ti na su tham mang vi cha na ti tham pi su pa ra sang ya tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya wa ji wang bi che pa lo pan di tang pa yu pa sa ti na su tham mang vi cha na ti tham bi su pa na sang ya tha. Ya wa ji wang bi che pa lo pan di tang pa yu pa sa ti na su tham mang vi cha na ti tham bi su pa na sang ya tha. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời sister Pháp Huyền Lào Cai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiện Hữu, cảm ơn Quang Thành, cảm ơn cô Phúc Hạnh và Hoàng Thành, chị Đa cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức và đại đức Pháp Trang cũng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh thấy máy êm quá, Nhật Quỳnh đi lại thì thấy không có ai cầm mic. Dạ bây giờ thì kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh nha. Nhật Quỳnh thấy bàn tay của cô. Dạ kính mời cô. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu pháp cú 64 ạ. Tự dân nãy thích thấy pháp nguồn Lào Cai giơ tay nhưng mà chắc bị rớt mất á. Và quá trì vòng đi chì bà lô bằng đi tầng bái dí rú bà sát tí ná sô thầm măng ví chà nà tí đắp bì xù bá rá sẵn giá thà. Và quá trì vòng đi chì bà lô bằng đi tầng bái dí rú bà sát tí. Gia là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, vâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê ba lô là ba trường âm thông thường. Câu số 2, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Bá, dí, rú là ba đoạn âm, ba là trường âm thông thường, xá, tí là hai đoạn âm, như câu 3 và câu 4. Ná sô thầm măng quý chà nà tí đắp tùy sù bá rá sằng giá thà. Ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, cha, na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, đáp là trường âm nhấn, bi là trường âm thông thường, su là trường âm thông thường, bá, rá là hai đoạn âm, săn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Già quá chi vầm bí chi bà lồ bằng đi tầng bá dí rú bà tí ná sô thầm măng quý chà na tí nắp đắp bà su bà rá sần giá thà. Già quá chì vầng bí chì bà lồ bằng đi tầng bá dí rú bà sá tí ná sô thầm măng quý chà na tí đắp bì su bá rá sần giá thà. Người ngu đầu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp. Nhưng với vị canh, đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ hôm nay con đọc với con phân tích thôi, con không có cỡ nổi à. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Con có sai chỗ nào xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh và Quang Thanh đã bót bài. Dạ, con xin được kệ lại câu Pháp Cú 64 ạ. Con xin phép bạn lễ con bị dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ toàn thể quý cô chư quý chư tăng, quý cô tu nữ. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 64 ạ. Dạ, quá chi chê ba lô ban tích tăng tiếp giúp pa di na so tham mang vi cha ti đắp bi su pa ra sang đa gia tha. Còn phân tích câu 1 và câu gia là trường âm thông thường ạ, quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường ạ, quang là trường âm, tí là đoạn âm là trường âm thông thường ạ, ba là trường âm thông thường ạ, lô là trường âm thông thường ạ, ban là trường âm nhấn ạ, đí là đoạn âm ạ, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ, tá là đoạn âm ạ, dí là đoạn âm ạ, dú là đoạn âm ạ, ta là trường âm thông thường ạ, xá là đoạn âm ạ, tí là đoạn âm ạ. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, đáp là trường âm nhấn, pi là trường âm thông thường, su là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, giá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc giọng theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Dạ con xin được đọc lại một lượt ạ. Dạ. Ya wa chi wang pi che ba lo ban di tang ta ni ju pa sa ti na so tham mang quy cha na ti da pi su pa ra rang ra tha. Người ngu giàu chọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Dạ con xin được kể ạ. Ya wa chi quang pi che pa lo ban di tang pari pari ju pa sa ti na so tham mang quy cha na ti
đam bi su parasang yatha. Dạ Iwan ạ, con xin hết ạ, con có gì sai mong sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ con xin xuống hết ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Pháp Muộn Lào Cai. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Kim Nhung Thiện Vũ Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và cô tu nữ tự duyên đã ôn bài chưa cô, và đạo tràng còn vị nào chưa ôn bài xin mời bàn tay ạ. Quang Thanh chưa ôn bài hả? Dạ dạ sa thú. Bàn tay Quang Thanh, bàn tay của chia cá mùa sư. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và quý sư, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, cô tu nữ tệ duyên. Và con kính chào đoàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 64. Ra qua chi vam bi che ba lo ban di tang ba ru ba sa ti na so tham mang quy cha na ti đắp bi su su ba ra sang ra tha. Già qua chỉ vầm bi chế bà lô bàn đi tặng bà ri ru bà sa ti na sô thầm măng quy cha na ti đắp bì su bà ra sang ra thà. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Già qua chỉ vầm bi chế bà lô bàn đi tặng bà ri ru bà sa ti. Ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, đi là trường âm thông thường, vâm là trường âm, vâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê ba lô là ba trường âm thông thường. Ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, lý, đú là ba đoạn âm. Ba là trường âm thông thường, xá tí là hai đoạn âm. Con phân tích câu 3, câu 4. Na sô tham măng quy cha na ti đắp bì su ba ra sang ra tha. Ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, cha na là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, đắp là trường âm nhấn, bi là trường âm thông thường, bi là hai trường âm thông thường, bá rá là hai đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá và đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Hãy con xin đọc lại toàn bài. Là qua chỉ quầm bi chế ba lô bàn đi tặng ba đi ru ba sa ti na su tham măng quy cha na ti đắp bi su ba ra sang ra tha. Người ngu giàu chọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Dạ con xin kệ. Dạ hôm nay con bị cái giọng kệ nó có. Già quá chi quăm bị chê ba lô bàn đi tăng ba rù rì rô ba sa ti
số tham măng quỷ cha na ti đắp mi su ba ra sang ra tha già quá gâm bi chỉ già quá chi gâm bị chê ba lo bắn đi tăng ba rì ru ba sa ti na số tham măng quỷ cha na ti đáp bi su ba ra sang ra tha dạ con đâu con đã đọc và phân tích con có sai mong ngài trí đức và đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ con xin xuống mức con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin lãnh lễ sư trí đức, con xin lễ sư quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 64. Ya wachi wam iche pa lo panditang payirupa satinaso thammang vicha vicha na tidapi su parasang yatha. Ya wachi wam bije ba lo panditang ba yiru ba sa thi. Ya là trường âm thông thường, quá đoạn âm, chi trường âm thông thường, wam trường âm nhấn, bí đoạn âm, chê ba lo ba trường âm thông thường, pan trường âm nhấn, đí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba yiru ba đoạn âm, ba trường âm thông thường, xá tí hai đoạn âm, và quá trì quầm bí chề ba lô bành đi tăng gia bí ba di rú ba xá tí ná sô thầm mặng vi chà na tí đắp bì su ba ra sẵn giá thà. Ná là đoạn âm, sô trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, cha na hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, đắp trường âm nhấn, bi su hai trường âm thông thường, bá rá hai đoạn âm, săn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu này, câu 64. Ya quá trì quầm bí chề bà lô bành đi tăng bá di rú bà sá tí ná sô thầm mặng quy trà na tí đáp bì su bà ra sẵn nhá thà. Và quá trì quầm bi chê bà lô bàn đi tăng bà di rú bà sá tí ná sô thầm măng quy trà na tí đáp bì su bà ra sẵn nhá thà. Và quá trì quầm bi và quá trì quầm bi chê bà lô bàn đi tăng bà di rú bà sa ti na sô tam măng quy cha na ti đắp bì su pa ra sang ya tha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin đọc và phân tích câu Pháp Cú Kinh số 64. Và cảm ơn Nhật Bình. Và quá chi văn biết chi ba lô banh tăng bá di rú bà sát thí gia gia trường âm thông á đoạn âm chi trường âm thông thường văn trường âm nhấn bí đoạn âm chê ba lô ba trường âm thông thường văn trường âm nhấn
Đí đoạn âm. Tăng trường âm giọng nguyên âm. Bá dí rú ba đoạn âm. Ba trường âm thông thường. Xá tí hai đoạn âm. Đoạn 3 và 4. Ná đoạn âm. Xô trường âm thông thường. Thăm trường âm nhấn. Măng trường âm nguyên âm. Quý đoạn âm. Cha na hai trường âm thông thường. Tí đoạn âm. Đáp trường nhấn. Ti su hai trường âm thông thường. Bá rá hai đoạn âm. Xăng trường âm giọng nguyên âm. Giá đoạn âm. Tha trường âm thông thường. Ya wa chi wang bi che ba lo ban di tang ba di ru pa sa ti na so tham mang. Vi cha na ti đáp bi su. Đáp bi su ba ra sang giác tha. Bây giờ tự nhiên xin kệ. Ya wa chi wang bi che ba lo bần đi tăng ba di du ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đập bi su ba ra sang gia tha. Dạ dạ qua chi quang bi chê ba lô bánh đi tăng ba di ru ba sa ti na so tham măng vi cha na ti đạp bi su ba sang gia tha. Người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã ôn bài phân tích và nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Giang Nhạc Hạ. Dạ, mời Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 64 ngày hôm nay. Dạ, Quá Chì Quầm Bí Chê Bà Lô Bàn Đi Tăng Bà Di Rú Bà Sá Ti Ná Sô Thầm Măng Quý Chà Na Ti Đắp Bi su ba ra sang gia tha. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang ya ri ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sang gia tha. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang pa di ru ba sa ti. Ya là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chi là trường âm thông thường, quâm là trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê, ba, lô là ba trường âm thông thường, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá, dí, rú là ba đoạn âm, ba là trường âm thông thường, xá, tí là hai đoạn âm. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang pa di ru ba sa ti. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Na so tham mang vi cha na ti đắp bi su pa ra sang gia tha. Na là đoạn âm, so là trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, cha na là hai trường âm thường, tí là đoạn âm, đắp là trường âm nhấn, bi su là hai trường âm thông thường, bá
ra là hai đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường. Na so tham mang vi cha na ti đắp bi su para sang giá tha. Dạ con xin đọc lại ạ. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su para sang giá tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đam bi su ba ra sang gia tha. Ya wa chi wam bi che ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đam bi su ba ra sang gia tha. Dạ con đã đọc xong có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin kính mời sư Tuệ Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú, câu số 64 ạ. Ya wa chi wam pi che pa lo pan di tang ba di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp pi su pa ra sang yat tha. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Ya wa chi wam bi che pa lo pan di tang ba di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su pa ra sang gia tha. Ya wa chi wam bi che pa lo pan di tang ba di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su pa ra sang gia tha. Ya wa chi wam bi che pa lo pan di tang ba di ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su pa ra sang gia tha. Dạ con xin hết ạ. Con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ xin mời cô Hà. Dạ nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Tham Mài Giá, nam mô Sằng Khà Giá. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con xin chào bạn. Ya wa chi wang bi che ba lo ban di tang ba li hu ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sang ya tha. Dạ con xin đọc lại, con đọc lại lộn xong. Dạ quá chi chi wang bi che ba lo ban di tang ba li hu ba sa ti na. Dạ ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đắp bi su ba ra sang yat tha. Người ngu trọn đời, thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Dạ con nghĩ chắc hết giờ nên thôi con khỏi phân tích. Dạ chắc con xin đọc thêm lần nữa tại con thấy bắt.
Ya wat chi wam bi che ba lo ban di tang ba li ru pa sa ti na so tham mang vi cha na ti đắc đi su pa ra san yat tha. Dạ, con xin cho biết lời cho ngài những dạy. Hà ơi, đạo tràng không nghe âm thanh Hà nữa. Hà cầm mic trở lại. Hà ơi, cô đọc xong rồi hả? Trời đất, sao mà nhanh vậy? Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ bạch ngài, con thấy đồng hồ con là 5:50 rồi. Dạ ngài có trở lại đạo tràng chưa bạch ngài? Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn chị Meta. Oh, nhanh quá. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ ngài Trí Đức trở lại mà đạo tràng chưa? Con xin một tín hiệu ạ. Con thấy đồng hồ con là 5:51 rồi, chưa thấy ngài nhúc nhích gì hết. Dạ thì nếu nhìn được ông bài ạ. Dạ con xả bài cao pháp quốc kinh số 64. Ồ con thấy bằng tay ngài rồi. Con kính nhân mít đến ngài. Alo 123 123, quý vị nghe rõ ha? Ơi sa thủ, hôm nay sao quý vị bị làm cũng giỏi hết trơn, không có ý kiến, do anh phải khen chứ. Rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tư vấn ha. Câu Phật ngôn số 4. Câu đầu tiên: Ya wa chi wam pi che ba lo. Ya wa chi wam pi che ba lo. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ ha. Ý nghĩa của ba từ này như thế nào? Chữ Ya wa chi wam. Ya wa chi wam cộng với áp ý. Ya wa chi wam. Chữ Ya wa là cho đến, chi quá là sự sống ha. Chi quá nó là một danh từ trung tính, ác lên sắc lệnh sự sống, mạng sống. Gia quá chi quăng, gia quá chi quá cho đến sự sống, hay là gia quá chi quăng, nó chia theo đối các số ít ha. Đối chi gia quá chi có quá trình ác trọn đời suốt đời, có nghĩa là gia quá chi quăng là trọn đời suốt đời. Chữ áp ý, áp ý thì quý vị, cái từ này nó là một liên từ ha. Áp ý có nghĩa thế nào? Hai chữ Nhật Quỳnh là rành cái từ này lắm. Áp ý là sao? Che là nẻo, ba lô là kẻ ngu, người thiếu trí. Chữ cúng ha, chữ áp ý là cúng. Bây giờ che là nẻo, ba lô là kẻ ngu, do từ ba lá. Mà ba lô ở đây nó đứng làm chủ từ bạch ma e công bạch chân ông phật trí, ba lá biến thành ba lô kẻ ngu.
Rồi. Câu số 2. Bành lý tăng bá di rũ bà sa tí. Bành lý tăng bá di rũ bà sa tí. Chữ bành lý tăng do từ bành lý tá, nó là một danh từ trung tính ác lần tá bông rinh gá. Bành lý tá được chia theo đối các số ít đu trì giao quỳ phát tí e có quá trần á. Cho nên bành lý tá biến thành bành lý tăng người ý. Kẻ ngu thì ở đây là người trí. Bây nhiêu bà sở tí, đây là một cái động từ. Đây là một động từ số ít ha. Có nghĩa là thân cận gần gũi. Thân cận gần gũi. Thân cận gần gũi người trí ha. Như vậy thì câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa. Gia quá chi vâm bí che ba lô bành đi tăng bá dụ ba sa ti. Kẻ ngu nếu thân cận người trí cho đến trọn đời. Kẻ ngu mà thân cận với người trí, hoặc là kẻ ngu ở gần với người trí trọn đời. Rồi, bây giờ câu số 3, câu số 4. Na so tham măng vi cha na ti. Na so tham măng vi cha na ti. Na là không, so là người ấy. Tham măng, chữ tham măng ở đây có nghĩa là giáo pháp, do từ tham má. Thâm mân là giáo. Quý trà là tí. Đây là một cái động từ gọi là nhận thức. Nhận thức hoặc là hiểu biết. Câu cuối cùng. Đắp bi su pa ra sang yat tha. Đắp bi su pa ra sang yat tha. Chữ đắp bi, đây là một danh từ nữ tính. Y ca lan ta y thi linh ga. Đắp bi có nghĩa là cái mũ. Cái thìa, cái muỗng á. Su bá là xăng. Su bá là canh. Ra xăng do cái từ ra xá là vị. Vị canh. Su bá là xăng. Có nghĩa là vị của muỗng súp á. Hay là vị của canh. Chữ yatha. Yatha giống như hay là như thế ấy. Vậy thì na so tham măng vi cha na ti đắp bi su pa ra sang yatha. Người đó không có nhận thức được giáo pháp, giống như cái muỗng không biết được vị của muỗng súp. Na so tham măng vi cha na ti đắp bi su pa ra sang yatha. Người ấy không nhận thức được giáo pháp, giống như cái muỗng không biết được vị của muỗng canh. Câu Phật ngôn 64.
Ya vaci vam biche ba lo ban di tang ba di ru ba sa ti na so tham mang vi cha na ti đắc vi su ba la sang ya tha. Người ngu nếu mà thân cận người trí dầu đến trọn đời mà cái ấy không nhận thức được giáo pháp thì giống như cái muỗng không biết được vị của món canh. Người ngu nếu thân cận với người trí dầu đến trọn đời mà cái ấy không nhận thức được giáo pháp thì giống như cái muỗng không biết được vị của món canh. Rồi ngài hòa thượng ngài giới đức đã phổ thơ lục bát thế này: người ngu cho dẫu trọn đời sống gần trí giả uống lời cao siêu, không hành chánh pháp nửa điều, muốn canh nào biết trong niêu vị gì. Người ngu cho dẫu trọn đời sống gần trí giả uống lời cao siêu, không hành chánh pháp nửa điều, muốn canh nào biết trong niêu vị gì. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu có thể sao ngủ ngon ha, tức là năm chữ: người ngu dầu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như mũ ới vị canh. Người ngu dầu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Rồi trong cái phần tự vấn, vì nào có ý kiến, có từ nào cảm thấy rắc rối không? Không có rắc rối thì chúng ta tìm hiểu duyên sự câu Phật ngôn số 14 này ha. Câu Phật ngôn số 14 được Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên. Chùa Kỳ Viên ở trong cái thành nào? Alo, ai còn nhớ? Trong thành phố nào? Có phải là Vương Xá hay là Cô Sâm Bì? Alo, ai nhớ chùa Kỳ Viên ở tại thành phố nào? Quên hết rồi. Học cái thành này còn nhớ, học nhiều quá quên rồi. Cái câu 64, chùa Kỳ Viên không biết ở thành phố nào. Ví dụ như Phước Tăng ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ha. Để bây giờ cái chùa Kỳ Viên chê Tâu Quần Á ha, chê Tâu Quần Á thì ở cái vị trí nào, thành phố nào hay là ở tỉnh nào, quên là bao đó là sao quắc thì sao quắc thì ha. Rồi chúng ta biết xứ như vậy để rồi khi mà dẫn chứng ha, thì nói hỏi chùa Kỳ Viên ở đâu, đừng có nói Washington DC, đừng có nói cái chỗ mà sư thân tỏa thân tâm được ở ha, hay là nói chùa Kỳ Viên ở tại Bần Cờ ha, không được. Chùa Kỳ Viên ở tại thành Sao Vệ ha, Sao Quách Thi. Và tại thành Sao Quách Thi đó thì Đức Phật đề cập đến ai? Đó là một cái vị tỳ khưu tên là Út Đà Dí. Rồi Út Đà Dí biết sao? Ai biết cho nó đúng đi. Vậy rồi khi mà chúng ta nói rằng có Phật ngôn 64 và biết cái ông này tên là Út Đà Dí ha. Đúng là Út Đà Dí. Tại sao mà Đức Phật đề cập đến cái vị tỳ khưu này? Trong lúc mà các vị cao tăng đi vắng, tức là người ta dùng cái từ vắng chủ nhà ra một đuôi tôm, thì cái vị thư Út Đà Dí này thường hay đi vào trong giảng đường
ngồi lên trên pháp tọa. À, bởi vì cái pháp tọa là cái nơi, một cái vị trí để cho những vị giảng sư, những vị pháp sư, những vị luận sư ngồi trên đó để mà coi như trao đổi giáo pháp. Tức là trong những cái vấn đề mà tranh cãi, trong những cái vấn đề mà có như bí, chư tăng bí, thì những vị pháp sư giảng sư này vào trong giảng đường đó, giải quyết những cái vấn đề tranh chấp của chư tăng, hoặc là những cái điều mà chư tăng thắc mắc, thì những vị tam tạng pháp sư này ngồi trên pháp tọa để mà giải quyết vấn đề. Thì cái vị trí cái Út Đa Dí này, trong khi thường lên trên cái pháp tọa ngồi, bởi vì nghĩ rằng mình cũng là một người có công đối với Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị biết rằng Tỳ kheo Út Đà Dí này khi mà xuất gia cùng với năm cái vị coi như hoàng tử trong dòng họ Sakya, thì năm vị hoàng tử này, trong đó là ai, ai còn nhớ năm vị hoàng tử tên gì không? Mà năm vị hoàng tử nó nghĩ rằng cái dòng họ Sakya là một cái dòng họ cá mạng, tự cao kiêu hãnh, tự đại kiêu căng, nghĩa là ngạo mạn. Cái dòng họ Sakya mà năm người trong hoàng tộc này, alo, ai còn nhớ? Trong đó có ai? Chắc là không có tên của mình cho nên không thèm nhớ chứ gì. Có mình trong đó là nhớ liền à. Còn bây giờ năm vị này trong dòng họ Sakya không thèm nhớ ha. Rồi, nhớ được người nào hay người đó, mỗi người nhớ một người thôi, gọi là tương tư đi. Mỗi người nhớ một người, mà trong năm người nhớ được năm người là tốt rồi. Hoặc là nhớ hết cả năm người cũng tốt, nhớ được một người cũng tốt. Năm vị trong hoàng tộc sẽ đi tu, vậy thì năm cái người đó tên là gì? Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Không có thấy ai gì hết trơn, không có ai nhớ hết trơn. Khổ quá đi, học nhiều quá, gì quên tút lút hết rồi. Ủa? Sao chứ Hồng Mai bỏ của chạy lên người rồi? Không nhớ có bỏ chạy ha. Khổ thiệt ha. Vậy thì ai nhớ được? Alo. Đây là một sự trắc nghiệm. Đây rồi, chúng học, hỏi, hiểu, nhớ. Không cần hỏi, không cần hiểu, chỉ cần nhớ thôi cũng được rồi. Rồi, trong năm vị hoàng tộc đi xuất gia, trong đó có Út Đà Dí. Có Út Đà Dí. Thì năm vị hoàng tộc đó là ai? Alo, có ai còn nhớ không? Khổ quá, quên tút lút hết rồi. Hay là quý vị đã chát đi màn hình mà chúng tôi không thấy? Hay là bây giờ quý vị nào ngon cầm micro để mà nói đi. Để chát đi màn hình đen thui à, chúng tôi không thấy gì hết. Nào bây giờ hỏi. Ô đây dĩ là một ha. Đều quá ra tá là hai hả? Vậy chị đã nói năm vị hoàng tộc Ú Đa Dí đâu phải là hoàng tộc đâu. Rồi xa thú Sĩ Kim. Sĩ Kim nói năm người nghe, chứ không có nói người thứ sáu à. Đừng có nói người thứ sáu là tôi nè, Kim nè, không được nghe. Năm vị hoàng tộc không nghe.
Con xin chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ à. Dạ lúc này con hay bị cà lâm lắm sư. Thành ra con sư nói con cà lâm trong khi con nghĩ là con làm âm thanh nổi. Con thấy có người mà giới thiệu, không biết trên đài truyền hình ở bên Mỹ nè, có ông mỗi lần đây, hình như ông công công vậy đó, mỗi lần ông nói tên ông dài 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 giống như âm thanh nổi vậy đó. Con làm sao mà con cà lâm được sư? Tại sư muốn nói cho con cà lâm thì con cà lâm thôi. Thôi bây giờ con trả lời đi, cũng gần hết giờ rồi đó. Năm vị hoàng tử mà đi tu trong thời Đức Phật gồm có Ananda, Anuruddha, Đề Quadatta, Báo Gú, Kim Phi La và Kim 1, 2, 3, 4, năm đúng rồi. Ananda, Anuruddha, Đề Quadatta, Báo Gú và Kim Phi La. Xong hết rồi. Dạ con đã xong hết rồi. Dạ con dứt khoát là con không có bị cà lâm gì hết, mà con chỉ muốn làm âm thanh nổi cho nó vui vậy thôi. Còn sư không thích thì con không thèm làm nữa. Dạ con xin trả máy rồi. Alo, tưởng Thích Kim quên rồi chứ ai ngờ nhớ quá ha. Năm vị đó thì em trình bày rất là rõ ràng. Năm vị này đi tu và dẫn theo ông Udayi là Upali đó. Có phải cái vị này không biết mà. Rồi rồi đưa ra vấn đề để quý vị suy nghĩ, rồi quý vị tìm hiểu ha. Ông vị tỳ kheo này là Udayi, không biết nương tựa vào ai, ý lại vào ai mà cái vị này thường thường ngồi trên cái pháp tọa, cái chỗ mà các có vị trưởng lão, các có vị mà giảng sư, các vị tam tạng pháp sư hay ngồi để mà giải quyết những cái vấn đề tranh luận hay là thắc mắc của chư tăng. Thì ngồi rất là không quen và cảm thấy cái chỗ đó cũng sướng thiệt hay sao đó. Cho nên một hôm những vị tỳ kheo ở xa đi đến để coi như trình pháp lên Đức Phật, hoặc là có những sự rắc rối muốn nhờ Đức Phật giải quyết vấn đề. Thì các vị tỳ kheo ở xa đến thấy tỳ kheo Upali này, Udayi này ngồi trên pháp tọa như vậy, mới nghĩ rằng đây là một vị cao tăng, một vị trưởng lão, một vị coi như là đạo cao đức trọng. Cho nên đến coi như là muốn nhờ cái vị này giảng giải về những cái sự thắc mắc trong cái sự tu tập của mình, giống như ngũ uẩn là gì ha. Ví dụ như tứ đế là gì, hoặc là tứ chánh cần là sao, vân vân. Chắc là những cái sự thắc mắc trong sự tu tập. Thì các vị này bị trào hối, tức là coi như không giải quyết được, cho nên muốn về nhờ Đức Phật để mà giải tỏa cái tâm sự, cái sự uẩn khúc trong nội tâm. Nhưng mà thấy cái vị tỳ kheo Udayi này ngồi trên pháp tọa thì nghĩ là ô, đây là một sự thân mật mà mình đến với cái vị này đấm bóp nè, rồi hầu chuyện với vị này thân mật hơn là Đức Phật. Cho nên hãy đem ra những cái vấn đề thắc mắc đem mà hỏi. Không ngờ cái anh chàng này, xin lỗi, vị tỳ kheo Udayi này không có biết gì hết á, không biết gì hết á, mà thấy cái ghế ngon lành nó nhảy lên ngồi chơi vậy thôi, chứ còn về giáo pháp không biết gì hết. Cho nên chư tăng cảm thấy bất mãn. Chư tăng ở đây là những vị ở xa về cảm thấy bất mãn, cái ông này kỳ quá. Mà con không biết là về pháp hành, không biết về cái phận sự của một cái vị tỳ kheo như thế nào. Mình là người hiểu biết về giáo pháp, có sự tôn trọng, có sự khiêm nhường. Con này cống cao ngã mạn, mà trong khi giáo pháp không biết, biết gì hết. Hỏi về cái này là
tứ diệu đế con không biết, ngũ uẩn con không biết, rồi cái gì cũng biết. À, cho nên chị Tăng mới nghĩ rằng ở chung chùa của Đức Phật, ở gần với Ngài, thế mà tứ đại không biết là cái gì, ngũ uẩn là không biết là cái gì, lục căn cũng không biết là cái gì. Như vậy thì gần với Đức Phật mà không hưởng được cơ hương vị của giáo Phật, cho nên mới có sự chê đắp, rồi mới đem cái vấn đề này trình lên với Đức Phật. Đức Phật nhân cơ hội đó mới thuyết pháp cho Tỳ Tăng nghe và đọc lên cái câu Phật ngôn 64 này. Nên là câu Phật ngôn 64 là sự quở trách của Tỳ Tăng, tức là nói về vị tỳ khưu U Đà Dí gần Đức Phật mà không có hiểu biết về giáo pháp. Giao quá trì quầm bí chê ba lô bần lý tăng bấy dụ ba sát tiên lá sô thầm măng quý cha na trí đắp bi sù bác rá sẵn giá thà. Người ngu giàu cho trọn đời, giàu trọn đời, thân cận người có trí không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Thì cái ý chê trách của Di Tăng ở đây á, anh nói rằng tỳ khưu U Đà Dí sống chung chùa, thân cận với Đức Phật, suốt ngày gần gũi với Đức Phật, nhưng mà giống như cái muỗng với vị canh, tức là muỗng một bỏ trong nồi, nồi canh đó, người ta hút canh nè, nhờ cái muỗng cảm thấy ngon, nhưng mà thật sự ra cái muỗng canh nó không biết gì hết, cái muỗng canh nó nằm ở trong cái nồi canh nó không hiểu gì hết. Cũng giống như cái người cai trường á, người cai trường nó ở với cái môi trường thích hợp, bởi vì học trò đến nó học, nó trau dồi kiến thức, rồi sau này nó trở thành kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, chứ không có loại sĩ trong này nha. Thì như vậy nhờ cái môi trường đó mà chắc xám được phát triển. Nhưng mà cái người cai trường suốt ngày thân cận, ôm sách vở, đánh trống, mở cửa, lau chùi, cầu tiêu nhà xí, ở đó nhưng mà đầu óc chất xám không phát triển. Cái muỗng nó ở trong nồi canh, nhưng mà nó không hưởng được hương vị của nồi canh. Rồi sao nữa? Cái người lái đò đưa khách qua sông, đi qua đi lại, khách qua sông làm được nhiều cái vấn đề lợi ích, hoàn thành những cái sứ mạng cao cả. Nhưng mà người lái đò họ chỉ biết trong cái phạm vi từ bên này qua bên kia, rồi bên kia trở lại bên này, họ chỉ biết trong phạm trù đó mà thôi. Nhưng mà trong phạm trù đó, họ đã đưa biết bao nhiêu người làm được những cái việc lớn, người ta không bơi được qua dòng sông, mình nhờ con thuyền này mình đưa khách sang sông là lâu quá vậy, xíu cho anh. Như vậy thì người lái đò nhờ con thuyền mà đưa con người đến nơi an vui, nhưng mà thật sự ra họ chỉ lẩn quẩn trong đó, còn người khác thì đã đạt được mục đích của mình rồi. Cũng giống như cái kiến, cái gương soi mặt, cái gương soi mặt, nhờ có cái gương soi mặt mà người ta họ tô điểm, họ làm cho con người họ đẹp lên, là sáng sủa lên, sáng sủa mà chiều cũng sủa luôn, cho đừng có nói buổi sáng. Tức là cả một ngày như vậy, khi nào mà họ nhìn vào cái mặt kiến á,
thì họ thấy rằng những cái chỗ dơ, những cái chỗ không đẹp, và họ làm cho con người họ tôn quý lên, sạch sẽ hơn, chỉnh chu hơn nhờ có cái kiến. Nhưng mà tự cái kiến của nó không biết làm đẹp cho chính mình. Là cái kiến là cho người ta, nhưng mà khi nó dơ, nó không tự làm đẹp cho chính mình. Rồi quý vị thấy rằng cái muỗng nó nằm trong cái nồi canh, nồi canh có những cái hương vị, nó có những cái gia vị mà làm cho nồi canh nó ngon ha, ai ăn cũng khen ha. Rồi nhưng mà chính cái muỗng nó nằm trong đó, nó không hưởng được cái hương vị của nồi canh. Thì ở đây các vị thị cựu khác chê trách, ồ cái ông này ở chung với Đức Phật cùng một chùa, mình thấy là ông ngồi trên pháp tòa trưởng lão giỏi lắm á, ai ngờ hỏi không biết gì hết, mà khi hỏi không biết gì hết á thì mới có sự chê trách. Chính sự chê trách đó cho nên Đức Phật này mới nói lên cái câu Phật ngôn này là sao: người ngu dù trọn đời thân cần người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Thì ở đây ám chỉ cho vị thị cứu đa dí này. Thì khi mà các vị khách tăng nghe Đức Phật nói như vậy thì cái tâm hoan hỷ, tâm hoan hỷ không còn chê trách cho cái vị thị cứu đó nữa, mà an trú vào trong thánh sản, tức là từ tu đạo quần cho lên a la hán, tùy theo cái phước duyên của các vị thị kheo đó mà chứng đắc. Còn cái ông chàng Phú Đà Di thôi khỏi nói đi. Trong câu Phật con này chúng ta thấy rằng sống gần bên Phật suốt đời ông, kinh luật không rành, đạo chẳng thông, pháp tọa lên ngồi cao ngất ngưỡng, đăng vấn nạn cứ chồng ngồng. Phật quý ông như cái muỗng sành, hàng ngày vẫn tẩm nhúng trong canh, nhưng mà thiếu hẳn phần tri giác, mùi vị làm sao có thể sanh. Rồi thời gian còn 10 phút ha. 10 phút này để dành cho quý vị, bởi vì đây là một đạo tràng, đây là một pháp hội, chúng ta phải thảo luận để học hỏi lẫn nhau. Lời dạy của Đức Phật, chúng tôi không có cái vấn đề đủ khả năng để mà diễn giảng, mà đây là một cái sự hội thảo để chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật thời kỳ đó, 2560 mấy năm đó, tức là trải qua 25 thế kỷ, và cái lời dạy này áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta như thế nào. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải thiết thực. Có lợi ích gì lời dạy của Đức Phật đối với cuộc sống chúng ta hôm nay? Đây là một ý kiến mà chúng ta cần phải học. Rồi, ý kiến quý vị thế nào? Chúng ta chỉ nêu lên như vậy thôi, để rồi nhắc nhở, khích lệ bằng nhiều cái ý kiến hay, thì câu Phật ngôn này sẽ áp dụng trong cuộc sống của chúng ta có giá trị. Alo, xin mời ý kiến của quý vị. Chúng ta chỉ gợi ý thôi, cái lời của Đức Phật thì không dám, không dám. Ý kiến quý vị thế nào? Thôi bây giờ mời Huynh Giang Nhật Hà đi. Bởi vì trong đạo tràng á, người ta nói là nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô, phải không? Vậy thì nhất nam biết hữu thì có Huynh Giang Nhật Hà này. Rồi. Alo, Huynh Giang Nhật Hà, có ý kiến thế nào về câu của con này? Bởi vì các vị thị kêu kia che chắc cái vị thị kêu Úc Đà Di này,
Thì bây giờ tâm trạng của huynh dân Nhật Hà nằm trong trường hợp này nghĩ sao? Rồi, xin mời. Alo, huynh dân Nhật Hà đâu rồi? Ông bà nói nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, tức là một người đàn ông như là 10 người nữ không bằng. Thì bây giờ một người đàn ông là có, 10 người nữ là không. Vậy thì bây giờ huynh dân Nhật Hà ơi, câu Phật con này có ý nghĩa là sao đây? Đức Phật chỉ trích, chư tăng chỉ trích số vị tỳ khưu tăng chứ không phải ni hả? Thế nào mà tỳ khưu ni là mời quý vị nữ, còn bây giờ tỳ khưu tăng nè, cái vị đó tên là U Đa Dí đó. Bây giờ có nhớ huynh dân Nhật Hà dám nói chạy xe trên đường nè ha. Alo, dạ dạ, vậy là vắng mặt ha, không có chiếc máy ha. Vô ủng hộ rung ra ha. Rồi lẹ chứ còn có 6 phút à, 6 phút nhường cho chị có ý kiến. Dạ dạ, không có à. Thôi bây giờ coi như để Đức Pháp Trang nè, để Đức Tuệ Đức nè, hai vị có ý kiến thế nào đây? Quân trụ trì đi, ai đưa tay trước thì coi như cầm micro. Để Đức Tuệ Đức với để Đức Pháp Trang. Thời gian còn có 6 phút à, 5 phút à. Alo. Còn quán lưu tì lâu quá hả? Thôi bây giờ tỉnh Đại Đức Tuệ Đức đi. Alo, Đại Đức Tuệ Đức nghĩ sao câu Phật ngôn này? Đức Phật nói vị tỳ khưu Đa Dí như vậy có oan hay không? Xin tỉnh Đại Đức Tuệ Đức đi. 1, 2, 3 này, cầm micro nha. Alo, 123, quý vị còn nghe không? Còn nghe được là tốt. Bởi vì thời buổi bây giờ ha, thời buổi bây giờ là chúng ta đang bị đại dịch nè. Mà nghe không được là thấy mất dịch rồi. Cái máy nghĩa là nó nhiều khi nó rắc rối, trục trặc kỹ thuật nè. Đó cũng là một hình thức mà mất dịch nè. Lên mạng thì mất mạng nè, lên net thì mất net nè. Rồi hôm nay còn nói được, ngày mai không còn nói được nữa mà chỉ theo thào ha. Những cái là lão đại tài tận rồi, nói là tử thần sắp đến rồi, thì vấn đề vô thường không ai tránh khỏi. Cho nên đối với một đạo tràng như thế này thì quý vị quan hỷ, chúng tôi dùng cái từ quan hỷ, đừng để cho cái đạo tràng của chúng ta chống vắng. Mà chống vắng có nghĩa là chết. Nên là khi mà quý vị thấy không ai nói chuyện thì cứ đưa tay lên, cầm micro. Còn nếu mà chúng tôi nói dở quá, quý vị giật micro mà để mà nói chuyện luôn cũng được, không sao hết á. Bởi vì nói dở thì mình phải nói sao cho hay, để cho người ta nghe, thuyết phục. Thì quý vị cứ mạnh dạn đi. Đây là nhà của quý vị, đây là chùa của quý vị. Mà cái chùa ở trên không nè,
Mà chùa trên không là quý vị là những vị chi thiên mà, chứ không phải là tầm thường đâu nghe. Bởi vì chư thiên á, ở những ngôi chùa trên trời này mới dám nói sự thật. Còn chùa mở dưới đất á, nói sự thật hả? Không phải mất lòng đâu, mà sự thật ở dưới ha, nói đàng hoàng phù mỏ luôn. Đụng thì chạm, mà chạm cái gì? Chạm thì rất răng, phù mỏ. Ở dưới đất không dám nói, nhưng mà lên đây quý vị là những vị chư thiên nè, cho nên quý vị cứ nói chuyện thật mới, cứ sự thật mà nói. Ở trên này không có đụng, không có chạm, dưới đất mới là đụng chạm theo bốn pháp thiên vị. Thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì sợ, thiên vị vì si mê. Phép vua Thu Lệ Lan. Cho nên cái vấn đề ở dưới đất, cái chùa dưới đất thì quý vị nên sợ. Còn cái chùa ở trên trời này, quý vị vô tư, có thể trình bày sự thật. Mà sự thật này thì chắc chắn là sự thật là sẽ mất lòng, phải không? Nhưng mà quý vị là những vị chư thiên mất lòng cái gì? Đã lên ở trên cái những cái cõi mà mặc dù chúng ta ở cõi dục giới đó, nhưng mà chúng ta có một cái tâm hướng thượng, chúng ta nghĩ tam pháp thế gian luôn luôn là một cái sự xô bồ, một cái sự đụng chạm lẫn nhau, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được khen bị chê, được vui bị khổ, vân vân. Đó là tám cái vấn đề mà nó làm cho chúng ta bị lung lạc. Trong sự lung lạc đó, nó đưa cái tự ngã của mình lên. Cái vị trí của đà dí ha, thấy cái chỗ ngồi của chư tăng, của các vị giảng sư, của những vị pháp sư, mà cái câu nói người ta nói đúng chứ không phải sai, thùng rỗng kéo to. Mình dở ẹt mà thấy cái chỗ mấy vị mà trưởng lão mấy ngày mà lên giảng pháp, chỗ đó thật cao quý quá, ngồi trên đó coi như ở dưới này ai cũng nể phục, ai cũng cũng ngán, ai cũng quỳ lại, ai cũng tôn kính, ai cũng phải nể nang. Cái chỗ ngồi tuyệt vời. Trong khi các ngài không có mặt ha, các ngài không có giảng, các ngài đi vắng. Mình nhảy lên mình ngồi cảm thấy mình cũng oai chứ hả? Oai quá đi. Rồi các vị thị thư ở xa thấy ngồi trên cái tọa như vậy, pháp tọa như vậy, tưởng rằng đây là một vị trưởng lão, đây là một vị cao tăng, đây là một vị giảng sư, một vị luận sư, một vị tam tạng pháp sư, vân vân. Ở chung chùa với Đức Phật mà thấy ngồi đó là thấy ngầu lắm rồi ha. Cho nên các vị đó theo pháp hành của mình tới đảnh lễ. Rồi cái xoa bóp massage, xoa bóp chân tay, hỏi thăm có những sức khỏe, những lời vấn an, rồi từ từ mới đi vào giáo pháp. Bạch ngài ngũ uẩn là gì? Bạch ngài tứ diệu đế là sao? Bạch ngài thất giác chi? Trời ơi, chi tôi đâu biết chi gì đâu. Tôi mới tu, tôi có biết cái chi gì đâu. Rồi không biết mà dám ngồi ở chỗ này hả? Rồi dẫn lên trên Đức Phật. Đức Phật mới cho câu Phật ngôn này. Rồi đây là câu Phật ngôn mà Đức Phật cho cái vị thị khứu U Đa Dí ha, chứ không phải chúng ta ha. Vị thị khứu U Đa Dí khi mà bị Đức Phật của chấp ha, rồi bị các vị thị khứu kia chỉ trích ha, nhờ vậy mà chúng ta mới biết được cái câu thùng rỗng kêu to. Thùng rỗng kêu to. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc ha. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên
quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiện, siêu quan lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê ná sa cha va chê ná so thi vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, chúng dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiên hữu trí thức luôn được an lành trong anh hầu an của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời Sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.